Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Trong video này, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học phần Language Focus 1 của Unit 3 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần 2 rồi. Phần 1 mình cũng đã giúp các bạn hiểu cái phần hiện tại đơn rồi. Thì bây giờ sang phần này chúng ta sẽ hiểu về thì tương lai đơn, người ta gọi là thì tương lai đơn đó các bạn. Bản thân thầy thì thầy không có thích dùng cái từ thì tương lai đơn, mà thầy chỉ nhớ là will cộng động từ nguyên mẫu thôi. Thầy chỉ nắm cái cấu trúc của nó là will cộng động từ nguyên mẫu, nó nói về một việc làm sẽ làm trong tương lai đó các bạn. Bởi vì sau này các bạn lên cao, các bạn sẽ gặp những cái dạng trường hợp khác mà nếu chúng ta không nắm chắc bản chất vấn đề thì chúng ta rất là dễ lộn. Ví dụ như là to be, going to hay là hiện tại tiếp diễn cụ thể các bạn, thì sau này chúng ta sẽ nắm được những cái điều chúng ta, nếu chúng ta phải nắm chắc bây giờ thì chúng ta sau này chúng ta sẽ không có lộn đó. Rồi, bây giờ trong cái phần 2 này cũng như mỗi khi, mong các bạn trước khi vào học các bạn bỏ ít thời gian, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh các bạn nhé. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một việc làm của các bạn nhưng nó lại mang lại rất nhiều niềm vui to lớn cho mình. Rồi, nó là động lực lớn lao cho mình để làm nhiều video cho các bạn đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái cụm từ này. Chúng ta gọi là will, cộng động từ nguyên mẫu đó các bạn. Đây, các bạn nhìn xem nhé. Viết những điều mà bạn Nam sẽ làm và những điều mà bạn Nam sẽ không làm vào ngày mai. Đó, những điều mà bạn Nam sẽ làm và những điều bạn Nam không làm. Đó, làm và không làm vào ngày mai này. Đây, các bạn nhìn đây nhá. Đây là cái danh sách những việc này, những mà bạn Nam làm và không làm. Làm là đánh dấu tích này, mà không làm là đánh dấu nhanh này. Đó, các bạn thấy rất kỹ chưa? Rồi, đó. Rồi, vậy thì những việc như thế nào? Đầu tiên là đi đến bưu điện này. Đó, đi đến bưu điện là làm đúng không nào? Rồi gọi điện thoại cho ba này là không làm này. Làm bài tập về nhà làm này, có làm này. Dọn dẹp cái sân này, quét dọn sân nhà đó là không này. Rồi xem phim này, có này. Xem tivi là không này. Gặp bạn Minh là không này. Viết thư này, viết thư cho ông bà nội ngoại này, ông bà này là có này. Đó, như vậy là đó là những việc mà bạn Nam không làm và sẽ làm, sẽ không làm và sẽ làm ở ngày mai đó, vào ngày mai đó. Và người ta làm ví dụ cho mình này, người ta làm một ví dụ mẫu cho mình này nha. He will go to the post office, but he won't call back. Anh ta sẽ đi đến bưu điện, nhưng anh ta sẽ không gọi cho bà. Rồi, các bạn thấy chưa? Rất đúng nào, đi đến bưu điện nhưng không gọi cho bà. Đó, được chưa? Rồi, hành động sau là làm bài tập nhưng không quét dọn sân. Xem phim nhưng không xem tivi. Không gặp Minh nhưng lại gặp ông bà. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể làm câu ghép. Và các bạn nhớ rằng cái mấu chốt của vấn đề chỗ này là will này phải cộng với một động từ nguyên mẫu, không được thêm cái gì các bạn nhé. Không được thêm to, không được thêm gì luôn, cộng động từ nguyên mẫu cho mình. Đó, bạn thấy chưa? Đó, will, nếu mà phủ định thì chỉ cần nép not vào thôi, not vào. Đương nhiên will not này là viết tắt là bằng gì các bạn? Won't. Đó, như trên này. Đó, các bạn thấy chưa? Won't là viết tắt của will not này. Đó, nhớ là sau nó phải là một động từ nguyên mẫu, không có chia chác gì, các bạn nhớ cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ giúp các bạn viết ra những điều bạn Minh làm, bạn Minh không làm đúng nào. Đi đến bưu điện nhưng không gọi điện cho ba, có chưa? Rồi, có rồi các bạn này. Rồi mình giúp các bạn nói luôn cho chuẩn nha. He will go to the post office, but he won't call ba. Rồi, hành động thứ hai là làm bài tập về nhà nhưng không quét dọn sân. Đây, he will do his homework, but he won't tidy the yard. Tidy. Đó, tidy là dọn dẹp đó các bạn nha. Vậy thì các bạn để ý này, cái bài tập về nhà là homework, nhớ cho mình nha. Còn nếu là việc nhà đó thì không phải là homework nữa mà nó là housework. Đó, các bạn đừng có lẫn lộn hai cái từ này nha. Đây là việc nhà, housework. Còn bài tập về nhà là homework. Nhớ cho mình nha, hai cái khác nhau hoàn toàn nha. Rồi, đó là hành động thứ hai. Hành động thứ ba, xem phim nhưng không xem TV. Đây, ngày mai ta sẽ sao các bạn? He will see a movie, but he won't watch TV. Đó,
movie nhớ nhấn âm đầu, move kéo dài ra, I want to watch nhớ âm cuối, watch đó, TV. Rồi anh ta sẽ xem một bộ phim nhưng anh ta sẽ không xem TV. Rồi cái cuối cùng anh ta sẽ không gặp Minh nhưng anh ta sẽ viết thư cho bà ông bà đúng chưa, cho bà đây, cho bà đó, bà nội bà ngoại đó. He will write to his grandmother, but he won't meet me. Anh ta sẽ viết thư cho bà nhưng không gặp mình. Đó, các bạn thấy hoàn toàn toàn bộ đó là những cái điều mà bạn nam đúng không nào? Đây, sẽ làm và không làm vào ngày mai. Rồi, đó cũng là cái phần 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 3 luôn các bạn. Hai phần này nó rất là dễ cho nên mình lồng vô trong ổ video luôn cho các bạn nha. Bài tập số 2 và bài tập số 3 luôn cho các bạn. Rồi, bài tập số 3 của chúng ta ngày hôm nay á, là nói về số thứ tự này các bạn. Các bạn nhớ các bạn học trong các unit rồi, các bạn nhớ không nào? Số thứ tự với số đếm nó khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Và bài tập này mình sẽ giúp các bạn viết số thứ tự. Đây, số thứ tự bài tập của chúng ta ngày hôm nay rất là dễ. Bài tập này người ta đề nghị mình viết những cái số thứ tự đúng trong cái cột này. Đây, các bạn nhìn đây nha. Đây, đây là đội bóng đá này, đội bóng đá người ta liệt kê ra. Đội bóng đá tên gọi ra, điểm số và xếp vị trí này. Xếp số thứ tự này, ví dụ anh được bao nhiêu điểm là anh ở vị trí số mấy trên cái bảng xếp hạng đó các bạn. Đó. Ví dụ đội bóng đá thắng lợi được 26 điểm, xếp vị trí số 4. Đội thành công được 25 điểm, xếp vị trí số 5. Tương tự đội tiền phong, đội đoàn kết, đội Hồng Hà v.v. Tương tự với các số điểm này. Points là số điểm này các bạn này. Đó, points là số điểm. Và position này là gì các bạn? Là xếp vị trí này. Rồi cái người đứng thứ nhất là 36 điểm, đội Thăng Long này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi vậy là việc của chúng ta là viết đúng các số thứ tự này. Rồi, số thứ tự số 4 các bạn phải viết như thế nào? Đây, số thứ tự số 4 mình viết cho các bạn đây. Fourth, nhớ số 4. Từ số 4 trở đi á, là các bạn nhớ thêm cái đuôi TH sau cái số đếm của người ta. Còn số 1, số 2, số 3 là nó khác hoàn toàn. Các bạn nhớ chưa? Số 1 là first, số 2 là second, số 3 là third. Đó, các bạn nhớ chưa? Tí nữa gặp thì mình nói lại nha. Rồi, xếp vị trí số 4 đây. Rồi, xếp vị trí số 5 là đây. Fifth. Nhớ các bạn phiên âm những chỗ này, các bạn đừng có để mất cái âm cuối nha. Cái âm vô thanh này, các bạn đưa cái đầu lưỡi ra khe hai hàm răng, các bạn bung ra cho mình. Đó, các bạn nghe kỹ chưa? Đó. Fourth, fifth, fifth. Đó, bung ra cái âm hơi này, âm vô thanh này. Rồi, số 6, vị trí số 6 là six. Đó, nhớ số 6 này nha, số 6 này nha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn phát âm số thứ tự của số 6 này. Phải bung được âm KS này là 1 này. Đó, và cái âm TH này, âm vô thanh này là 2 này. Six. Đó, các bạn cũng phải bung được chứ các bạn. Six. Six. Đó, được chưa? Rồi, số 7 đoàn kết là vị trí số 3. Đây, vị trí số 3 đây, hồi nãy mình nói các bạn. Đây, các bạn nhìn đây. Third. Third. Đưa cái âm vô thanh này, đưa cái đầu lưỡi ra hai khe hàm răng và âm đờ cuối cùng phải bung ra được. Third. Third. Đó, rồi. Vị trí số 2. Rồi, hồi nãy nói rồi các bạn. Second. 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 Vị trí số 7 là đây rồi. Số 7 đây. Seventh. Rồi, âm cuối này. Seventh. Seventh. Rồi, vị trí đầu tiên, vị trí số 1 là first. Các bạn bung cho được âm S và âm T này. First. First. Đó, các bạn thấy chưa? Các cái số thứ tự chúng ta phải nói cho chặt chẽ là như vậy các bạn nhé. Rồi, như vậy là hy vọng các bạn tiếp tục thích các video này. Vì video của bài tập số 2 và bài tập số 3 này. Và một lần nữa, mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Và bản thân mình cũng có nhiều niềm vui. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và nhớ cái số thứ tự cho mình. Ba cái số đầu tiên nó có sự đặc biệt một tí. Nhưng sang cái số thứ 4 và số thứ 5 thì nó có cái điểm giống nhau rất cơ bản như vậy. Có chữ TH. Nhưng sau cái số 5 là các bạn phải thay đổi một tí. Cái số 5 không phải còn là FIVE nữa mà là FEF. Các bạn nhớ nha.
Đó, còn những cái khác kia thì cơ bản thôi chứ không không có gì nhiều thay đổi cả. Số 9 thì nó còn có một số thay đổi nhỏ thôi, thì tí nữa khi nào gặp thì mình sẽ nói kỹ cụ thể cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở video tiếp theo.